Chào tất cả bà con. Đấy, người Tây Nguyên xin giới thiệu cho bà con một gốc cây sao hàng ngàn năm tuổi này. Đấy, của ông anh ấy nhá, gốc cây sao này. Quá đẹp luôn. Gốc này là có 102 á. Anh ơi, cái gốc cây này của mình quá đẹp nha. Thì mình là đấy, cái gốc cây này thì phải mấy vậy hả? Cái gốc cây này thì bây giờ là ý định của anh là muốn bán là như nào đây? Anh thì cùng đưa về là anh siêu tâm được về cùng tính là để chơi, nhưng mà có mấy người đến trả 370 đấy mà anh không bán. 370 hả? Cái cây này thì anh có thể là đưa về đến ví dụ giấy tờ thủ tục anh có thể đưa về đến mọi miền đất nước được không? Cái này là nói chung đưa cho em ạ. Giá cỡ bao nhiêu thì anh mới bán được? Cái này nếu mà bán thì cũng có mấy người đến hỏi, nhưng mà anh cũng đang còn cứ chần chừ muốn để lại chơi vì hàng hiếm. À vậy hả? Hàng thì... này là hàng khó tìm, mà anh đưa cẩu về đấy là cũng mất. Đây cái bà con này, mình quay tổng thể cho bà con coi cái gốc gốc cây sao xanh nhá. Đấy, hàng ngàn năm tuổi này. Quá trời luôn, mấy đầu người luôn này. Cái tiền mua và tiền cẩu về đây là 180 em. 180 triệu là đưa về hả? Cả mua hả? Đưa về đến bãi đây đấy. À vậy hả? Nhưng mà cái này thì giờ tìm đâu ra nữa nhỉ? Cái này thì đúng là nếu hình... Trời ơi, to quá trời luôn á. Cái này chắc phải cái cẩu lớn mới cẩu được chứ. Xong rồi lấy trời ơi, gốc cây này nó nu xoắn này, quá trời đẹp luôn. Đây, ai có nhu cầu thì cứ gọi cho người Tây Nguyên theo số điện thoại trên 0976660424 để được tư vấn nhé. Gốc cây trời ơi đẹp quá trời luôn. Rồi, giá này là anh có thiện chỉ bán không? Nếu mà có người mà nếu mà trả xem mà được giá đi thì anh chơi. Giá này nếu mà cỡ khoảng 400-500 thì anh có bán không? Phải có là người biết chơi, chịu chơi cái việc gốc khủng này cơ. À vậy hả? Rồi. Thì có gì là ai mà thiện chỉ mua để mà chơi những cái gốc cây mà gốc cây độc lạ như thế này, nếu mà có thiện chỉ mua thì rất là như ý đó bà con. Rồi cây. Gốc cây này mình quay sang. Dài 6 m. Ngang là 6 m. Rồi chiều cao là phải 3 đầu người ấy. À, to quá trời luôn, thế thần rồi. Cái này nếu mà giờ mình cái này mà để dưới ngâm nước ấy, bao nhiêu năm trời ấy, giờ mới đưa lên ấy. Quá đẹp nhỉ. Cái hàng này giờ tìm đâu ra nữa? Rồi bà con này xem tổng thể này. Sáu xanh em. Sáu xanh. Đất này là cái cây này hiện tại bây giờ là ở Gia Lai nhá. Gia Lai, huyện Chư Bứ, Gia Lai. Mình quay ngang quay ấy cho bà con coi. Cao nguyên thì có gốc của lúa đá. Lúa ôm đá. À, đẹp dữ trời. Đấy, cái này là cái hàng hiếm đấy. Gốc cây độc là bà con sở hữu cái này thì quá mê rồi. Bà con ở Hà Nội, Sài Gòn là bao giấy tờ luôn nhá. Đến mọi miền đất nước, chủ gốc cây này sẵn sàng bao hết giấy tờ cho bà con, đưa đến tận nơi luôn. Rồi thân ái nhá, chào tất cả mọi người. Đấy, mình quay lại cho xíu để cho bà con xem một cái thế thần của cái gốc cây này. Đúng thật, đẹp thật. Rồi, chào tất cả mọi người nhé. Ô, mà cái gốc cây quá trời đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn. Ok. Đấy, gốc cây đấy. Mặt trước, mặt sau đấy. Rồi, thân ái chào bà con nhé.